Thưa quý vị, Cape Verde tiêu hủy hàng tấn cocaine bất hợp pháp, đồng thời bắt giữ các thủy thủ người Nga. Lực lượng cảnh sát Cape Verde đã vừa tiêu hủy hàng 9 tấn cocaine bất hợp pháp, đồng thời tống giam 11 thủy thủ mang quốc tịch Nga vì tội danh buôn lậu ma túy. Vụ bó ráp đã diễn ra vào cuối tuần trước trong khuôn khổ của chiến dịch đàn áp các băng đảng tội phạm xuất xứ từ những quốc gia châu Mỹ Latin do Cape Verde khởi xướng. Đây là một đảo quốc nhỏ bé với dân số trên dưới 500.000 người ở giữa Đại Tây Dương. Số cocaine nêu trên đã được các nghi phạm giấu kỹ bên trong một chiếc tàu, tuy nhiên đã bị phát giác khi đang trên hải trình từ Morocco tới Nam Mỹ. Do có một thành viên trong thủy thủ đoàn đột ngột qua đời, nên chiếc tàu đã phải cập bến vào hải cảng Praia. Tòa đại sứ Nga tại Cape Verde hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vụ việc bắt giữ. Các vấn nạn liên quan tới ma túy hiện đang ngày một leo thang ở Tây Phi, do những quốc gia trong khu vực này bao gồm Cape Verde đều bị các tổ chức buôn lậu dùng làm trạm trung chuyển để tuồn cocaine hoặc methamphetamine sang thị trường Nam Phi và Âu Châu.